Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 6 ngày 14 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 14 tháng 4 năm 2023, tức ngày 24 tháng 2 nhuận, ngày Nhâm Dần, trực, khai, tốt mọi việc, trừ động thổ, an táng, tuổi xung ngày, canh thân, bính dần, tuổi hợp trong ngày, ngày dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Giờ hoàng đạo, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Nam, hướng Tây. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi tiền bạc rủng rỉnh trong ngày thứ 6 này sẽ là tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 14 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, thủy sinh mộc đem tới sự trợ giúp không nhỏ trên con đường tình duyên của người tuổi Tý. Người còn độc thân đã dũng cảm hơn trong việc tiếp cận người mình yêu mến. Hãy luôn chân thành với người mình yêu mến, rồi đến một lúc nào đó, tấm lòng của bạn sẽ khiến cho đối phương cảm động. Nếu có cơ hội trò chuyện, tiếp xúc với đối phương, bạn hãy mạnh dạn nắm lấy, đừng chần chừ nhé. Kiếp tài tác động, tiếc là sự nghiệp của bản mệnh lại không mấy yên bình. Bạn có thể phải chịu sự nhòm ngó, soi mói của đồng nghiệp, khiến những lỗi nhỏ cũng sẽ bị phóng đại. Hãy nhắc nhở mình tập trung làm việc để hạn chế các lỗi sai nhé. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim. Hãy dũng cảm hơn trong việc tiếp cận người mình yêu mến. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy. Đừng bỏ lỡ các cơ hội tốt đẹp để xây dựng các mối quan hệ. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa. Phải chịu sự nhòm ngó, soi mói của đồng nghiệp, công việc khó khăn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ. Hãy nhắc nhở mình tập trung làm việc để hạn chế các lỗi sai. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc. Hãy luôn chân thành với người mình yêu mến. Con số may mắn 9, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, chính quan tương trợ, người tuổi Sửu khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn luôn bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề, từ đó đưa ra những cách giải quyết vấn đề chính xác nhất, giúp mọi người cùng vượt qua khó khăn. Một số người có thể chạm tay vào cơ hội được cấp trên đề bạt trong ngày hôm nay. Hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục cống hiến cho công việc. Bạn sẽ còn tiến những bước xa hơn nữa. Mộc khắc thổ. Vì công việc bận rộn nên bạn có vẻ khá thờ ơ với nửa kia của mình. Con giáp này nên tìm cách cân bằng cuộc sống của mình. Đừng dành hết thời gian và sức lực cho riêng một bên nào. Như vậy bạn mới có thể vừa thành công vừa hạnh phúc. Tử vi tuổi Ất Sửu. Kim, luôn bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề, tìm ra cách giải quyết đúng đắn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, suy nghĩ chính xác, giúp mọi người cùng vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, có thể chạm tay vào cơ hội được cấp trên đề bạt trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục cống hiến cho công việc. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nên tìm cách cân bằng cuộc sống của bản thân. Con số may mắn 6, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, thực thần gõ cửa, người tuổi Dần chẳng cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay, đặc biệt người làm các công việc tự do sẽ nhận được tiền thù lao từ những hợp đồng ký kết trước đó. Khi cầm đồng tiền dư giả trong tay, bạn có thể suy nghĩ tìm nơi thích hợp để đầu tư, khiến lãi mẹ, để lãi con. Tất nhiên, bạn nên cẩn thận và học hỏi thêm kiến thức cần thiết, đồng thời tham khảo thêm ý kiến của người có kinh nghiệm. Tuy nhiên, Mộc Vượng khuyên bản mệnh dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức. Nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, người làm các công việc tự do sẽ được nhận tiền thù lao xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, nên suy nghĩ tìm nơi thích hợp để đầu tư, khiến lãi mẹ, để lãi con. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc,
Hãy cẩn thận và học hỏi thêm kiến thức cần thiết trước khi đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão, nhờ tam hội thúc đẩy, người tuổi Mão có một ngày làm việc cực kỳ suôn sẻ. Dù bạn có vẻ gặp khó khăn, vướng mắc thì cũng chỉ là nhất thời. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn vượt qua. Phương diện làm ăn cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể làm quen được với những đối tác triển vọng hoặc có thêm lượng khách hàng mới, giúp việc buôn bán hay ký kết hợp đồng đều thuận lợi. Người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp. Thậm chí hai người có tiếng nói chung ngay từ lần gặp gỡ và trò chuyện. Hãy nhiệt tình và chủ động trong mối quan hệ này, hai bạn sẽ có một tương lai rất triển vọng đấy. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, dù có phải gặp khó khăn, vướng mắc thì cũng chỉ là nhất thời. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, có thể làm quen được với những đối tác triển vọng. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, gặp người phù hợp, có tiếng nói chung ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, luôn dành thời gian để quan tâm trò chuyện đến người nhà. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, Mộc khắc thổ là dấu hiệu chứng tỏ phương diện tình cảm của người tuổi Thìn có thể sẽ gặp phải nhiều khúc mắc. Bạn và người ấy nên tìm cách tháo gỡ với nhau, chứ đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Khi đôi bên đều đang nóng nảy, không nên tiếp tục tranh cãi, bởi cố gắng giành phần thắng về mình có thể khiến bạn vô tình nói lời gây tổn thương cho nửa kia. Tổn thương có thể là vết thương khó có thể chữa lành. Phương diện sự nghiệp cũng không tốt đẹp hơn khi bạn không tin tưởng vào chính bản thân mình. Nếu luôn chần chừ, do dự trước các cơ hội, thì bạn sẽ dần trở nên tụt hậu so với đồng nghiệp hoặc đối thủ, khiến lãnh đạo không coi trọng. Tử vi tuổi Ất Thìn, Hỏa, bạn và người ấy nên tìm cách tháo gỡ các vấn đề với nhau. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, khi đôi bên đang đều nóng nảy, không nên tiếp tục tranh cãi. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, nóng nảy sẽ khiến bạn vô tình nói lời gây tổn thương cho nửa kia. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, nếu luôn chần chừ do dự trước các cơ hội thì bạn sẽ dần tụt hậu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy tin tưởng vào chính bản thân mình, bạn không hề thua kém ai. Con số may mắn 3, 0, giờ tốt 21 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Tí, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại trong ngày hôm nay. Đồng nghiệp xấu có thể nhân lúc bạn sơ hở tìm cách hạ bệ. Do đó bản mệnh cần luôn thận trọng trong mỗi việc mình làm, dù đó là việc quen thuộc. Người làm ăn kinh doanh nên hạn chế đưa ra những quyết định vội vàng do chưa suy nghĩ kỹ. Có nhiều mối đầu tư không đem lại lời lãi như thoạt nhìn. Có thể đó chỉ là cái bẫy đặt ra để những kẻ thiếu kinh nghiệm mắc bẫy mà thôi. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay, thì bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, kẻ xấu có thể nhân lúc bạn sơ hở tìm cách hạ bệ bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, luôn thận trọng trong mỗi việc mình làm, dù đó là việc quen thuộc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, có nhiều mối đầu tư không đem lại nhiều lời lãi như thoạt nhìn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, quá trình thực hiện công việc giúp bạn phát hiện ra điểm mạnh. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo nếu muốn gặp may. Con số may mắn 5, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ đừng ngại ngần thể hiện những quan điểm, ý kiến của mình trước tập thể. Nhờ ý kiến của bạn, mọi người mới có thể tìm ra hướng đi mới, thoát khỏi lối mòn quen thuộc. Người làm kinh tế có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội đầu tư có triển vọng và bạn sẵn sàng để thử sức mình. Tất nhiên, trước khi đưa ra các quyết định, bản mệnh vẫn cần cân nhắc thật kỹ, dựa vào tình hình thực tế và năng lực của bản thân. Mộc sinh hỏa, con giáp này có thể sẽ trở thành tâm điểm của đám đông, bất kể xuất hiện ở bất cứ đâu. Phong thái nói chuyện cởi mở và đầy thu hút, giúp bạn chinh phục được nhiều người khác giới. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà trăng hoa. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim,
Đừng ngại ngần thể hiện những quan điểm, ý kiến của mình trước tập thể. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, bạn có thể giúp mọi người tìm ra hướng đi mới, thoát khỏi lối mòn quen thuộc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, được tiếp xúc với một vài cơ hội đầu tư có triển vọng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, phong thái đầy thu hút, giúp bạn chinh phục mọi người. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt, 19 giờ đến 12 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Dần, Tỵ, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chính quan phù trợ, người tuổi Mùi đang cố gắng hết sức vì một tương lai thành công và sung túc. Dù mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi, nhưng bạn không ngại nhận thêm nhiệm vụ và tiếp xúc thêm những điều mới mẻ. Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể tiến về phía trước. Nhờ cái nhìn đúng đắn với thời cuộc mà bạn cũng tránh được những sai lầm đáng tiếc gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Mộc khắc thổ, người tuổi Mùi cần chân thành hơn với những người dành tình cảm cho mình. Chớ nên quá trăng hoa hoặc đứng núi này trông núi nọ. Tình yêu chỉ có thể bền vững khi bạn đối xử với người khác thật lòng. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, không ngại nhận thêm nhiệm vụ và tiếp xúc thêm với những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, hãy cố gắng hết sức vì một tương lai thành công và sung túc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể tiến về phía trước. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tránh được những sai lầm đáng tiếc gây ảnh hưởng đến sự phát triển. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, cần chân thành hơn với những người dành tình cảm cho mình. Con số may mắn 5, 0, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường ghi nâu, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, cục diện tương xung ám hại, người tuổi Thân cần học cách phân biệt rõ ràng thực tế và những điều mơ mộng viển vông. Có như vậy bạn mới lập ra những kế hoạch phát triển rõ ràng và chính xác, không uổng phí công sức vô ích. Người làm ăn kinh doanh cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào công việc, đừng làm theo cảm hứng hoặc linh cảm của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng nên kiểm chứng kỹ càng thông tin, chớ vội tin theo ai. Kim khắc mộc, bản mệnh nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình nếu không muốn người ấy cảm thấy sợ hãi hoặc tổn thương. Đặc biệt, đừng to tiếng mỗi khi mọi việc không tiến triển như đúng ý của mình. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, cần học cách phân biệt rõ ràng thực tế và những điều mơ mộng viển vông. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, cần lập ra những kế hoạch phát triển rõ ràng và chính xác. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, nên suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào công việc, đừng làm theo cảm hứng. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cũng cần kiểm chứng kỹ càng thông tin. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nên kiềm chế bản tính nóng nảy nếu không muốn người ấy sợ hãi. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, chính ấn soi tỏ, mọi việc tiến triển thuận lợi trong ngày hôm nay bởi người tuổi Dậu biết phát huy sức đoàn kết của tập thể. Dù công việc có khó khăn đến mấy, mọi người cũng sẽ cùng nhau chung tay giải quyết và vượt qua. Con đường học hành, nghiên cứu của con giáp này cũng phát triển lạc quan. Bạn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để phát triển và khẳng định bản thân. Đồng thời, bạn cũng sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức hữu ích. Kim khắc mộc, bạn cảm thấy dường như khoảng thời gian gần đây, người ấy luôn lạnh nhạt với mình, vì thế mà cảm thấy buồn bã và tổn thương sâu sắc. Có lẽ hai người nên trò chuyện để tháo gỡ khúc mắc, chứ đừng nên giấu trong lòng, rồi tự mình suy diễn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, biết phát huy sức đoàn kết của tập thể, hoàn thành nhiệm vụ khó. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu để phát triển và khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, học hỏi thêm nhiều kiến thức hữu ích giúp cho sự nghiệp sau này. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, sự lạnh nhạt của người nhà khiến bạn cảm thấy buồn bã và tổn thương sâu sắc. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, vợ chồng nên trò chuyện để tháo gỡ khúc mắc, chứ đừng nên giấu trong lòng. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, xám, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, Mộc khắc thổ, người tuổi Tuất có đôi có cặp,
Nên để con tim dẫn lối nhiều hơn là lúc nào cũng nghe theo lý trí. Hãy đối xử với người ấy dịu dàng và bao dung hơn, để đối phương không cảm thấy bạn là người khô khan và lạnh nhạt. Với người độc thân, bạn có thể phải nhận những tổn thương tình cảm vì lựa chọn không đúng người để gửi gắm trái tim. Có lẽ từ nay về sau, bạn cần cân nhắc kỹ hơn trước khi đến với một ai đó. Thiên quan ngăn trở, con giáp này không nhận được sự giúp đỡ của người khác trong ngày hôm nay. Chính vì thế mà bạn phải tự hoàn thành nhiều nhiệm vụ một mình. Có thể nói rằng hôm nay là một ngày khá vất vả với bạn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, nên để con tim dẫn lối nhiều hơn là lúc nào cũng nghe theo lý trí. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, hãy đối xử với người ấy dịu dàng và bao dung hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, có thể phải nhận nhiều tổn thương tình cảm vì lựa chọn không đúng người. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, một ngày vất vả, phải tự hoàn thành nhiều nhiệm vụ một mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, không nhận được sự trợ giúp của người khác trong ngày hôm nay. Con số may mắn, 2, 5, giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, nâu, đỏ, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Tử vi tuổi Hợi, nhị hợp giúp người tuổi Hợi trở nên cởi mở và hòa đồng hơn với mọi người xung quanh. Cũng nhờ vậy, bạn dễ gặp được người đồng chí hướng với mình hoặc nhận được sự giúp đỡ khi đối diện với những rắc rối bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh đang dần khẳng định được vị thế của mình ở trên thị trường. Nhờ thế mà lượng khách hàng đến với bạn ngày một đông đúc. Hôm nay bạn có thể thu về một khoản tiền kha khá, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực khai là ngày tốt cho mọi việc, chỉ động thổ an táng. Vì thế bạn nên sắp xếp kế hoạch để tiến hành cho hợp lý, như vậy mới gặp được nhiều may mắn, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, có cơ hội gặp được người đồng chí hướng với mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, nhận được sự giúp đỡ khi đối diện với những rắc rối bất ngờ, công việc suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, khách hàng đông đúc. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nên sắp xếp kế hoạch để tiến hành công việc hợp lý. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, thu về một khoản tiền kha khá, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh da trời, quý nhân phù trợ Tý, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 14 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Ngọ, Mão. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuất, Thân. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt, chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!